Xin chào quý vị các bạn, quý vị đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 26 tháng 10 của Đài trình thuật số VTC. Thưa quý vị các bạn, mỗi mùa Hà Giang đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng có lẽ đẹp nhất chính là mùa thu, khi những nương ruộng bậc thang chín vàng vừa thu hoạch xong thì những sườn đồi lại khoác một chiếc áo mới, đó là sắc hoa tam giác mạch đang đua nhau nở rộ. Đến Hà Giang vào thời điểm này thì du khách hãy ghé qua Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc để tham gia lễ hội Hoa Tam Giác Mạch được tổ chức lần thứ 3 năm 2017 với chủ đề Bản Tình Ca Từ Đá. Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm nay sẽ hứa hẹn là một mùa lễ hội đầy hấp dẫn qua những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức như bay dù trên thảm hoa tam giác mạch hay là xem hòa nhạc dưới chân cột cờ Lũng Cú hay thưởng thức ẩm thực bít tết thịt bò trên cao nguyên đá. Về tình hình thời tiết thì theo dự báo trong những ngày cuối tháng 10 này, thời tiết ở tại khu vực Hà Giang khá ổn định, trời ít mưa và có nắng nên ủng hộ cho các hoạt động khám phá cũng như tham gia lễ hội của du khách khi đến đây. Nhiệt độ trong ngày 27 và ngày 28 tại đây sẽ ở vào khoảng là 20 cho đến 29 độ. Sang đến ngày 29 nhiệt độ sẽ giảm xuống còn mức từ 18 đến 27 độ nên quý vị và các bạn sẽ có cảm giác lạnh hơn. Trạng thái thời tiết chung của các tỉnh miền Bắc trong 3 ngày tới sẽ là nắng hanh và khô. Về đêm và sáng sớm, trời se se lạnh. Lúc này, nền nhiệt độ dao động quanh mức là từ 19 cho đến 23 độ. Có thể nói, với tiết trời này thì Bắc Bộ sẽ trở thành điểm đến lý tưởng dành cho du khách thập phương. Khả năng là sang ngày 29 tháng 10, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần, cao nhất duy trì ở mức là 25 cho đến 29 độ, thấp nhất khoảng từ 17 đến 21 độ. Ở khu vực miền Trung, ngoại trừ Thanh Hóa và Nghệ An vẫn duy trì thời tiết ổn định, trời nắng nhẹ và mưa chỉ xảy ra vài nơi nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Còn các tỉnh khu vực từ Hà Tĩnh trở vào Phú Yên trong khoảng thời gian 3 ngày tới, những cơn mưa được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Trung Bộ, từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi. Chính vì vậy mà nơi đây sẽ không thuận lợi cho những hoạt động dã ngoại ngoài trời. Tuy nhiên bù lại thì người dân và du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí mát mẻ với nền nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất phổ biến là 28 cho đến 31 độ. Khi những nhiễu động trên cao được gió đông từ biển đẩy vào đất liền sâu hơn thì những cơn mưa trong 3 ngày tới cũng được dự báo có sự gia tăng ở các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên. Trong khi đó thì phần phía Nam sẽ chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng từ 8 đến 12 độ vĩ Bắc nên thời tiết xấu với trời nhiều mây và có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to về chiều tối và đêm. Do vậy đến với Tây Nguyên những ngày cuối tháng 10, khoảng thời gian thích hợp cho các hoạt động du lịch vẫn là từ 7 giờ cho đến 13-14 giờ chiều. Cũng trong 3 ngày tới thì Nam Bộ sẽ chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 8 đến 12 độ vĩ Bắc, đặc biệt là trong ngày 27 và ngày 28 tháng 10, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp ngay trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sau đó vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng xấu đến thời tiết ở tại khu vực Nam Bộ. Cho nên những cơn mưa được dự báo là có sự gia tăng rõ rệt, những điểm mưa vừa mưa to cũng được mở rộng hơn và các nguy cơ về gió giật mạnh hay là lốc xoáy có khả năng xảy ra kèm theo trong mưa dông. Về tình hình thời tiết biển, dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, các vùng biển ở khu vực Trung Bộ, Nam Bộ đều duy trì trạng thái mây thay đổi đến nhiều mây và có mưa dông. Đặc biệt là khu vực ngoài khơi từ Bình Thuận cho đến Cà Mau sẽ xuất hiện mưa dông mạnh và cần phải đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông. Riêng ở tại vùng vịnh Bắc Bộ trời chỉ nhiều mây và có sương mù xuất hiện vào sáng sớm. Còn ban ngày thời tiết tốt, mây giảm, sương tan và có nắng nên không gây khó khăn cho những chuyến tàu ra đảo. Như thường lệ, kết thúc bản tin thời tiết du lịch tối nay của chúng tôi sẽ là phần dự báo các điểm du lịch trên cả nước. Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi để lựa chọn điểm đến thích hợp cho mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.